Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với lại kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi các bạn những cái chuỗi video phân tích về xu hướng của thị trường crypto trong cái thời gian sắp tới. Đấy, thì các bạn có thể thấy được là trong cái video gần đất đây nhất ngày hôm qua thì hiện tại là BTC nó vẫn đang theo đúng cái kịch bản của chúng ta. Nó đang có thêm những cái nhịp giảm về bên dưới. Nó đang theo đúng những cái kỳ vọng của chúng ta đang mong chờ ở BTC. Thì nói chung là bây giờ thì nó cũng chúng ta cũng chưa thể nào mà chúng ta chủ quan quá sớm. Chúng ta chưa thể vô ngực được bởi vì là cái mục tiêu cũng như là cái góc nhìn chúng ta vẫn kỳ vọng BTC nó có thể giảm sâu hơn nữa chứ nó chưa dừng lại ở mức này. Đấy thì trong thời điểm thời gian sắp tới thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên tiếp tục ngồi quan sát và theo dõi xem là BTC nó sẽ phản ứng như nào, nó có thể đi được về đến đâu. Đấy, còn trong cái thời điểm hiện tại thì quan điểm của mình là như mình đã nói là chúng ta vẫn nằm ở USDT. Chúng ta theo dõi về BTC, xu hướng giá BTC và chúng ta theo dõi về xu hướng của Ancoin. Hiện tại Ancoin cũng vẫn đang bị hút máu rất là nhiều, Ancoin hầu như không tăng trưởng mấy thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải chờ đợi trong cái thời gian sắp tới đây. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là liệu Ancoin nó có được đẩy lên hay không. Đấy, và sau đó nếu chúng ta thấy được chắc chắn là hoặc là mình thấy ok được thì mình sẽ call các bạn. Đấy, mình sẽ call các bạn thì mình sẽ action và sau đó mình sẽ truyền đạt các bạn. Thì vấn đề bây giờ phải nhìn thấy rõ ràng thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới action được, còn hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang hút máu, nó đang hút máu rất là nhiều nên là chúng ta vẫn chưa thể chơi được. Hoặc nếu như các bạn muốn bắt sớm thì chúng ta chỉ vào trước một phần nhỏ thôi. Đấy thì đấy là cái quan điểm của mình. Thì nếu như các bạn muốn nhận được những tín hiệu sớm nhất, các bạn muốn có những cái tín hiệu có thể hành động sớm nhất thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube rồi nhấn quả chuông bên cạnh. Quả chuông bên cạnh nó các bạn sẽ nhận được những cái video thông báo, nó sẽ thông báo về các bạn. Cái thứ hai là các bạn nên join cả nhóm Telegram, trong đấy thì nhiều khi là mình sẽ livestream ở trên đấy, mình sẽ có những cái nhận định sớm ở trên đấy thì các bạn nhớ join vào trên đấy nữa thì các bạn mới có thể cập nhật được sớm nhất. Nhưng còn trên YouTube này thì nhiều khi là chúng ta sẽ không kịp cập nhật đâu. Rồi thì đấy là chuyển đạt qua một chút, nói qua một chút về cái xu hướng chung, một cái số cái góc nhìn cũng như là một số cái liên quan chúng ta đã làm từ trước. Thì sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung chính, đó chính là về xu hướng của BTC trong cái thời gian sắp tới. Thì trên biểu đồ D1 thì tuần chưa đóng thì chúng ta cứ để cho hết tuần này chúng ta sẽ phân tích. Còn trên biểu đồ D1 thì ngày hôm qua nó vừa đóng một cây nến đỏ giảm khá là ok. Đấy, khá là mạnh đấy, nhưng mà lại cuối ngày thì lại rút chân một chút rồi nó vài trăm giá. Đấy thì thực ra thì đương nhiên như mình đã nói, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi và chờ đợi. Cái quan trọng nhất, cái vị thế của chúng ta là đang đứng ở bên ngoài. Chúng ta có những lệnh bán ở 27k7, 27k6. Đấy thì quan điểm của mình thì mình vẫn giữ cái lệnh bán này. Đấy, quan điểm của mình thì mình vẫn giữ cái lệnh bán này, và cái quan trọng nhất thực ra cái chủ yếu là thực ra đợt này thì nó nói đúng nói chuẩn nhá. Thì xu hướng của đợt này mình không quá chắc chắn nên là mình bán, thực ra mình không không bán nhiều lắm các bạn. Mình không bán nhiều lắm đâu. Đấy, bình thường mình vào phát là có thể là 10 bit luôn, nhưng bây giờ và có đến tổng bây giờ mình nhồi thêm nhá. Thì đâu đó nó chỉ khoảng tầm 7 bit. 7 bit thôi chứ mình chưa vào nhiều đâu. Đấy thì đấy là lần thứ hai nhồi nhá, chứ trước lúc đánh đó thì đâu đó có 4 đến 5 bit thôi. Sau khi mà thấy nó hồi lên trên 4 như mình hôm qua mình đã bảo bạn thì mình mới nhồi thêm nó khoảng tầm 2 bit nữa. Nên là thực sự là xu hướng ở đợt này thì khi mà nó hồi lên cái xuống tăng mạnh, nó khá là mạnh ấy, thì mình cũng không quá chắc về xu hướng. Mình vẫn đương nhiên mình vẫn lựa chọn là bên bán, mình vẫn lựa chọn bên bán, mình vẫn lựa chọn là giảm. Nhưng mà về cái tỷ lệ chắc chắn thì không có nhiều nên là mình bán nó không nhiều. Và cái quan trọng nhất thì mình hầu như là mình chủ yếu tập trung vào cái việc là làm một DT đứng ở bên ngoài và chờ đợi xem là Ancoin nó thực ra Ancoin bị hút máu rất là nhiều là rõ ràng rồi, nhưng mà chờ đợi chủ yếu xem là BTC nó có quay đầu đảo chiều hay không, hay là mình có cần phải action ở cái vùng 27k8 hay không. Đó thì chủ yếu là xem ở cái đây nó giá nó phản ứng như nào rồi chúng ta mới tính toán tiếp. Thì mình vẫn kỳ vọng ở đây có thể quay đầu đảo chiều, BTC có quay đầu giảm, nó quay về test lại vùng dưới và thậm chí có thể là về sâu hơn, test vùng 25k, thậm chí phá 25k để vùng sâu hơn nữa. Đấy thì cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta là BTC có thể về được 26k. Nếu như nó về 26k mà nó không hồi lên mạnh, nó không hồi lên quá mạnh, không bật tăng mạnh trở lại thì cái kịch bản của bên bán nó sẽ quay trở lại nó mạnh mẽ và có thể nó sẽ được thử xuống. Tức là khi mà về 26k thì cái cửa giảm, cái cửa test về 25k và có thể phá 25k nó rất là cao nếu như về được 26k. Còn hiện tại bây giờ nó vẫn đang lưng chừng ở đây thì thực ra nó cũng giảm hơi sâu một chút rồi, nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên chờ đợi thêm thôi. Trên cái biểu đồ D1 thì thực ra nó cũng không có nhiều cái tín hiệu đâu ngoài câu chuyện là một cây nến giảm. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi thêm cái cây nến ngày hôm sau thì nó xem nó có về được 26 không. Và về đến 26 là vùng hỗ trợ kháng cự thì liệu nó có bật hồi mạnh hay không. Đấy. Nói chung là về mình nghĩ là về được 26 thì chắc có thể là hồi lên đâu đó
khoảng tầm 26K5 cho đến 27K. Sau đó có thể tiếp tục giảm xuống tiếp, quay về test lại bên dưới. Nói chung mình đang nghiêng rất nhiều về kịch bản là có thể test được 25K và 25K. Nói chung đến thời điểm hiện tại thì nó cũng hơi sớm cho cái việc đấy. Nhưng mà mình thì mình đang, góc nhìn của mình đang đang nghiêng về như thế. Đó, thì đấy là trên biểu đồ D1. Thì thực ra là cũng không có gì nhiều để nói cả. Còn chuyển sang biểu đồ H4 thì các bạn thấy được là cấu trúc giảm đang rất là đẹp, các bạn thấy được này. Đây lý do tại sao mình có thêm những cái lệnh bán đây này, các bạn thấy được này. Trước đó là mình bán đây này. Sau đó nó hồi lên trên này, nó lằng ngoằng đây không phá được. Đấy, mình đặt cắt lỗ ở trên này. Đấy, nó không không phá được, sau đó nó có một xuống giảm. Đấy, xong bắt đầu nó hồi lên. Đấy, thì lúc đấy mình nhận thấy được khả năng cái cú hồi lên này thì nó chỉ là hồi trong ngắn hạn thôi, nó test lại cái vùng biên giới này sau đó tiếp sập tiếp thì mình có nhồi thêm lệnh ở đây. Đấy, sau đó tiếp tục là BTC giảm tiếp này, nó phá qua cái vùng này. Nó phá qua vùng này, cái vùng này là cái vùng mà nó trước đây nó test rất nhiều lần rồi. Đấy, bây giờ hiện tại nó đang hồi nhỏ nhỏ hơn một chút, nhưng thực ra thì cái phân tích từ BTC thì hôm nay cũng không có nhiều cái thứ để chúng ta phân tích lắm đâu. Chủ yếu là mình chốt lại một số vấn đề cũng như là trong cái thời điểm mà sắp tới thì xu hướng BTC nó đang giảm. Đấy, nó chỉ bắt đầu chớm giảm thì thực ra thì mình vẫn kỳ vọng là nó còn thể giảm nữa. Đấy, thì thực tế bây giờ thì nói chung là chờ đợi thôi các bạn, về xu hướng thì cũng không thể chắc chắn được. Đấy, thì về tín hiệu trên các khung thời gian thì nó không có nhiều, xu hướng nó vẫn đang giảm. Thì cái quan điểm của mình đến thời điểm hiện tại như mình đã nói là mình vẫn là một USDT là chủ yếu, có những lệnh bán nhỏ bên trên thì bây giờ hiện tại vẫn giữ. Đấy, thì đấy là mình số một cái trao đổi. Thì các bạn nếu mà cảm thấy được là cái kịch bản cũng như cái hướng đi của mình nó đúng và nó phù hợp với các bạn thì các bạn có thể action theo mình, tức là chúng ta vẫn tiếp tục ngồi USDT. Còn nếu như chúng ta cảm thấy được là BTC còn tăng thì chúng ta cứ vào hàng thoải mái thôi. À, trên đây là mình chỉ đưa ra cái nhận xét, cái đánh giá của mình, và cũng như cái trong thời điểm sắp tới cái xu hướng nó sẽ như nào thì mình thấy được nó còn giảm và mình vẫn sẽ làm ở USDT mình chờ thôi. Đấy, thì đây là góc nhìn của mình, các bạn có thể tham khảo, nó có thể làm theo cũng được. Nếu chúng ta cảm thấy không ok được và không không thấy chuẩn thì chúng ta làm ngược lại cũng được, chúng ta mua hàng được, cái đấy không quan trọng. Đấy, thì anh em cứ tham khảo xem cái gì nó hay và cái gì cảm thấy mình ok được thì mình action, còn không thì mình bỏ qua. Đấy, thì trên đây là cái bài đánh giá cũng như là nhận xét của mình. Thực ra về mặt kỹ thuật, về mặt đấy thì thực ra nó cũng không có nhiều, không không có nhiều cái sự thay đổi, không có nhiều cái tín hiệu lắm đâu. Mình làm lại để mình update lại cũng như là mình định hướng lại sau ngày hôm qua nó có chạy một thời gian. Thì anh em hỏi là có chốt lệnh chưa, rồi anh có tính ra BTC có thể hồi được lên không, thì mình đấy mình trả lời các bạn là gì với cái góc nhìn của mình. Đấy, thứ nhất là mình chưa chốt lời, lệnh của mình vẫn còn nguyên, nhưng mà hiện tại hôm nay mình thấy được là BTC hình như đang bị đơ về đánh future hay sao, cái lệnh của mình nó bị mất tiêu rồi, nó bị đơ, bị lag rồi, mình tất tiêu mình không ấy được, thì mình đang kiểm tra chắc là xem nó có bị làm sao không. Đấy, thì đấy là về xu hướng của BTC. Đấy, thì hiện tại mình vẫn đang ngoài, đấy, các bạn có thể tham khảo xem các bạn thấy ok được không thì chúng ta action theo mình, còn không thì các bạn vào hàng cũng được, đấy tùy các bạn thôi. Đấy, trên đây thì mình đưa quan điểm, như đưa cái góc nhìn của mình, để các bạn có thể thấy ok được thì chúng ta theo. Rồi, thì đấy là về BTC, thực ra thì cũng không có quá nhiều thứ đâu, nó vẫn là một xu hướng giảm trong cái đoạn từ 28K về đến vùng 26K5 này. Hiện tại bây giờ cái xu hướng giảm nó vẫn đang tiếp tục, thì chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi xem nó phản ứng nào, liệu nó có hồi lên hay không. Đấy, nó về 26K này. Đấy, khả năng nếu sau một đoạn giảm tới 26K về có thể nó sẽ hồi lên một chút. Sau đó tiếp tục giảm xuống tiếp, nó tiếp tục giảm xuống tiếp. Đấy, thì mình đang nghiêng về kịch bản hay hơn, còn nếu mà về bật 26K xong lại đột hồi hẳn lên thì mình không, kịch bản này vẫn có khả năng xảy ra nhưng mà mình thấy nó không cao. Đấy, cái góc nhìn, cái quan điểm của mình như thế thì các bạn có thể dựa trên cái góc nhìn của mình, các bạn có thể tính toán và tham khảo như thế nào. Rồi, ok, thì đấy là một chút về BTC. Đấy, chuyển sang nó qua một chút về Dome. Này, Dome hôm qua quay đầu giảm một chút đúng không? Thực ra cái Dome này giảm thì nó không phải là câu chuyện ăn coi tăng đâu các bạn. Cái Dome này giảm là do BTC giảm. Do cây nghiến ngày hôm qua vừa rồi đóng cây giảm thì vốn hóa của BTC giảm xuống làm cho Dome nó giảm xuống. Đấy, thế nên các bạn thấy được là Dome vẫn đang Dome quay đầu nó giảm một cây. Nhưng cái Dome giảm này không phải là do ăn coi tăng. Cái Dome giảm này do BTC tăng. Ancoin thì giảm nhẹ một chút và giữ nguyên, thế nó dẫn đến cái việc là phần trăm vốn hóa của BTC chiếm trong thị trường nó giảm xuống làm cho Dome giảm xuống. Đấy. Thì cái Dome này cho ta nhìn đừng nghĩ là nó tăng nhé, Ancoin tăng nhé. Nên là Ancoin giữ nguyên và giảm một chút. Này. Nó giảm trước đó nó giảm rất là mạnh này. Nhưng mà hôm qua thì là sau một đợt giảm mạnh thì nó giữ nguyên và nó giảm một chút thôi. Chủ yếu cái Dome này giảm, cái cây này giảm là do BTC giảm, vốn hóa sụt giảm nó làm cho Dome giảm theo. Đấy, thì đấy là về Dome. Thì thực ra thì đương nhiên là vẫn còn vẫn chưa chơi được, chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi, theo dõi thôi. Đấy, thì đấy là Dome. Chuyển sang một chút về DXY thì thực ra là
Như mình đã nói đấy, nó đang quay về, nó test lại cái vùng mà mình đã đánh dấu trước này, 104 này. 104, 105 có khả năng nó quét trong vùng 404, 105. Hiện tại thì DI nó vẫn đang giảm mà mình chưa thấy nó đỡ được ở đâu cả. May giờ về đâu đó khoảng trong 104, 105 thì có thể nó test về đây một nhịp, sau đó bắt đầu là nó vùng hỗ trợ kháng cự, sau đó nó hồi lên. Đấy, đồm dạo này, à DI dạo này đang giảm khá là mạnh, khá là nhanh. Nhưng mà BTC lại không giảm theo. À BTC lại không BTC lại không tăng mà lại giảm theo DI. Cái đợt này là hai thằng nó chạy cùng nhau rồi. Đấy, thì nói chung là DI đợt này không tận dụng nhiều để mà phân tích được. Đấy, trứng thì cũng đang tăng đây, đang tăng này, đang hồi lại này. Đấy, thì đây chúng ta phải tiếp tục, chúng ta theo dõi thôi. Hiện tại BTC nó đang chạy không theo, nó không tương quan với lại cả chứng khoán và DI đấy các bạn. Nó không tương quan nhiều đâu. Đấy thì hôm qua cũng có ra tin, nói chung là vẫn là hawkish, Powell phát biểu vẫn hawkish vẫn đấy. Thì thực ra hôm nay có một cái quan trọng, đó chính là gì, là mình sẽ livestream. Đó là mình sẽ livestream vào lúc 7 giờ, mình sẽ livestream vào lúc 7 giờ, thì 7 giờ 30 buổi tối ngày hôm thứ năm nó sẽ công bố một tin khá là quan trọng, đó chính là CPI. Đấy, CPI nó sẽ công bố vào của tháng 9, thì mình sẽ livestream vào lúc 7 giờ, 7 giờ tối ngày hôm nay. Thì các bạn nhớ theo dõi, các bạn nhớ để ý, chúng ta sẽ xem là CPI nó ra là bao nhiêu, tăng giảm như nào. Thì hiện tại là tuần cái kỳ trước là 3,7%, kỳ này thì các chuyên gia đang dự đoán là có thể là CPI sẽ quay đầu giảm nhẹ, là từ 3,7 nó về 3,6%, tức là giảm 0,1%. Đấy là các chuyên gia nhận định. Còn trên quan điểm cá nhân của mình thì mình đang nghĩ là CPI nó vẫn giữ mức cao, tức là đợt này thì CPI nó mình tức là nó chỉ thực ra nó chỉ quanh quẩn đâu đó vùng 3,7% thôi. Nhưng mình thì mình nghiêng về kịch bản là giữ nguyên hoặc là tăng nhẹ, có thể là 3,8, 3,9. Bởi vì trong tháng 9 vừa rồi giá dầu hầu như chưa giảm. Đấy, giá dầu nó tăng cao thì đương nhiên dẫn đến cái việc vận chuyển thì rõ ràng liên quan đến cái việc giá thành sản xuất. Còn những gì khác thì có thể nó sẽ làm cho cái việc là lạm phát nó chưa thể giảm được. Thì mình đang nghiêng về kịch bản là có thể nó sẽ giữ nguyên 3,7%, hoặc có thể tăng nhẹ là 3,8, 3,9. Tức là mình nghiêng về kịch bản là xấu cho cái lạm phát, tức là lạm phát có thể quay trở lại. Không mạnh mẽ quá thôi chứ còn nó vẫn tăng nhẹ, đấy, tăng nhẹ hoặc là giữ nguyên. Chứ mình không theo thiên hướng là CPI giảm nhẹ. Đấy, thì đấy là cái góc nhìn của mình một chút. Đấy, thì tối nay chúng ta livestream lúc 7 giờ tối ngày hôm nay. Đấy, thì các bạn nhớ theo dõi. Trên đây là toàn bộ cái nhận định cũng như là cái đánh giá của mình về thị trường crypto. Các bạn có thể tham khảo và đánh các bạn có thể tham khảo và các bạn có thể dựa vào đấy là các bạn xem các bạn có thể học cái gì không, hay có thể action được cái gì không. Đấy, trên đây là quan điểm cá nhân của mình thôi. Ok, xin chào lại các bạn ở những video tiếp theo.